phải chưa? Ê, em dài follow thần tượng, cứ tưởng là có gì hay ho. Hóa ra cũng chỉ là pho tượng, hay ho ra máu và thở vì phò. Em gái cũng đam mê anh tượng, cứ tưởng anh tượng bùng cháy cả thầy cho. Nhưng gặp phải anh thiệt yêu dấu, nên chỉ thấy tình nghĩa thầy cho. Ê, tượng em là mấy thằng tai trâu, không phải tai họa thì anh chẳng ngại đâu. Chẳng là ai cả thì anh hơi ngại đấu, nhưng nếu em bảo là đại ca thì anh xả cho vài câu. Nghe nói tượng chơi rap đã lâu, nhưng cái flow như thằng chậu mới biết rap buổi đầu, biết chạy sau kệ từ ngữ cứ chạy đi đâu. Rồi kháo nhau lầy bách phải thế mới ngầu. BDT mà nghe thì chắc là sầu, chắc là rời nước mắt mà đau thắt ruột gan, vì mấy thằng oắt đời sau đã bắt đầu quên phát lời tao. Mất công tao từng vắt cả não một thời, chỉ để cuối cùng mấy thằng óc nhão được lợi. Nhưng tượng em giỏi toàn là dân chuyên về lời, còn anh thiện ngồi cười và nói trên sóng một tiếng thế thôi. Mà tiền và tiếng đếm vội cũng hơn tượng em kiếm cả đời, nên nó phải liếm thật vội mới có được miếng mà chơi. Ôi trời, em dai follow thần tượng, cứ tưởng là có gì hay ho. Hóa ra cũng chỉ là pho tượng, hay ho ra máu và thở phì phò. Em gái cũng đam mê anh tượng, cứ tưởng anh tượng bùng cháy cả thầy cho. Nhưng gặp phải anh thiệt yêu dấu, nên chỉ thấy tình nghĩa thầy cho. Không lòng vòng, I'm like Hải Phòng, on mic Trải Lòng, nhân đây.